Xin chào tất cả các bạn và quý anh chị nhá, đang xem video của mình nhá. Hôm nay là mình cùng các bạn là đi đến tham quan cái vườn ngô. Các bạn này, ngô hồi đang mùa ra bắp các bạn nhé. Đó. Những mâm ngô rất là to và đều này các bạn này. Các bạn thấy không? Đây là vườn ngô các bạn nhé. Giống ngô này thì là giống ngô thấp, cây không cao nhưng mà bắp rất là to và đều các bạn ạ. Đây, hiện tại cây ngô thì nó mọc không quá cao các bạn nhé. Những bắp ngô rất là to và đều này các bạn này. Bắp ra rất là đều trên từng thân cây luôn. Bắp này ra hạt đã bị chuột nó phá các bạn nhé. Bắp rất là có hạt rất là to nhưng mà bị chuột nó phá này các bạn này. Đó, đây nữa. Do trồng ở xa nên là cũng không thể tránh được các bạn nhé. Chuột phá hại mùa màng. Bắp rất là to và đều. Đây là toàn cảnh ruộng ngô này các bạn này. Nhìn ở phía dưới các bạn nhé. Phía dưới đã được bà con tỉa bớt lá để cho cây nó nuôi bắp các bạn nhé. Để hạt nó phát triển. Đó, thấy không? Này này, những bắp này nó bị chuột nó phá này các bạn này. Đấy, hạt rất là to và đều mà lại bị chuột nó phá hại. Rất là phí và tiếc luôn các bạn. Đó. Rất là nhiều bắp nó bị chuột nó ăn các bạn nhé. Đây là toàn cảnh ruộng ngô nhìn từ phía dưới các bạn này. Đó, tí mình sẽ quay cho các bạn cảnh vườn ngô là quan sát từ phía trên các bạn nhé. Đây là toàn cảnh ruộng ngô nhìn từ phía trên này các bạn này. Rất là rộng và nhiều bắp luôn các bạn ạ. Các bạn thấy không? Cây ngô nó rất là thấp như này mà đấy, đã có bắp rồi này các bạn này.
Cái ngô rất là thấp, ra rất là bắp, rất là sai. Các bạn thấy không, bắp rất là to và đều này. Thank you.
Mình xin kết thúc video tại đây nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.